Hôm nay ba Trường và sẽ cùng nhau vẽ Amonet. Đúng rồi, hôm nay kênh ba cha con sẽ cùng nhau vẽ một con Amonet nha. Thì các bạn thấy hay subscribe trên kênh của ba cha con và nhớ bấm hình quả chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của kênh ba cha con nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vẽ Amonet thôi. Let's go nào. Bây giờ ba Trường và Thị Dương và Phúc Thịnh đã hoàn thành xong bản sơ bộ của Amonet rồi. Thì bây giờ tiếp tục ba cha con sẽ tiến hành tô màu nha. Và các bạn nhớ subscribe trên kênh của ba cha con nha. Nhớ bấm hình chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của kênh ba cha con nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tô màu thôi. Bây giờ ba Trường và Thị Dương, Phúc Thịnh cùng hoàn thành xong bản vẽ của Amonet rồi. Và đây là thành phẩm của ba Trường đây. Đó, các bạn thấy cute không? Và đây là thành phẩm của Phúc Thịnh. Ok, và đây là thành phẩm của Thị Dương. Amonet của Thị Dương màu hồng nha. Ok, nếu các bạn thấy hay thì hãy subscribe trên kênh của ba cha con. Và nhớ bấm hình bấm chuông để theo dõi nhiều video hơn nữa của kênh ba cha con nha. Và ba cha con xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.